Macarena. Chào tất cả các bạn, là đội trưởng mới của Team Flash. Thêm mời anh DNP. Chào đội trưởng mới của Team Flash nhá. Béo vẫn còn thi đấu à? Tưởng về quê trồng rau, nuôi cá, dưỡng già rồi chứ. Sao mà nghĩ được, còn phải mang tiền về cho mẹ, mang 3 chiếc vô địch về cho mẹ. Hai mùa trước team bạn vô địch rồi, cúp mùa này HQ xin nhá. Đội hình của HQ mùa này chia đấy, chắc không muốn về nghỉ nữa đâu, nhờ. HQ muốn vô địch à? Vậy thì thử thể hiện ở vòng bảng xem nào. Vô mốt team học rồi đây, top 1 vòng bảng, chuyển hết vào tài khoản HQ nhá. Lời nguyện top 1 vòng bảng vẫn còn đấy, chúc HQ phá được. FF3C top 1 bảng A, còn vô địch được, VFL có là gì? Nếu mà vô địch VFL gì thế, xin mời Team Flash hay Butter Sky 2.0? Đủ quá. Đúng rồi, Butter Sky ngày xưa và Flash bây giờ giống nhau mà ta. FFC top mấy nhở? À, top 9. Đội ở nhà làm khán giả lại đi chê đội top 9 sao? Wow. FV có muốn đi du lịch không? Mình đặt máy bay cho. Cái ngày ở đâu, team fan biết hết rồi. Sẵn tiện hôm nay, mình cũng sẽ nói cho bạn ta biết những điểm nhảy mới của Heavy luôn nha. Nhưng mà biết rồi cũng có làm được gì đâu. Làm mấy kèo cho trang đầu game không bạn ơi? Bạn muốn bắn nhà đầu game à? 5 với 3. Có gì phải sợ, bắn thôi. Sao lại là 5 đấu 3? Giao trang xin nhận mấy cái mũ nha. Mũ á, thì mình cho phi được. Còn 4 mạng của phe, cho mình xin nha. Heavy về phe nhảy đâu ấy nhở? Cho mình xin cái địa chỉ, xin nhận 8 điểm nhá. Ơ kìa, anh Bin nó nhầm à. 8 điểm này là của Heavy. Mất mình rồi, còn ai con bo cho Heavy đây? Heavy có 3 tăng cơ, sợ gì giao tranh, gặp đâu, quốc các bạn ơi. Phú Đại có cần người chỉ con bo, có cần thì alo cho Minh Chu nhá. Với game mùa này có một bạn nữ, có vẻ con bo còn giỏi hơn cả Minh Chu đấy. Bạn nào thế thì mình chịu. Heavy theo mình, khác gì ăn Tết theo bánh trưng đâu. Hết Tết các bạn ơi, bớt lưu luyến đi, cuối tuần này nổ khô. Bóc dạo này ổn không? Thấy rất nhiều những thành viên cũ. Cảm ơn anh đã quan tâm. Có dịp thì về bóc chơi. Mà nhắn dắt memo vô được rồi. Chắc không có thời gian đâu. Vòng thăng hạng còn không vượt qua được mà đòi vô địch. Ảo thật đấy. Vòng thăng hạng chỉ là nháp. Vòng bảng có câu bài bí mật đây. Ý của anh là muối. Vào làm content cho mạnh. Chưa bắn thì đừng có mà coi hờn. Đợi cuối tuần này sẽ biết. Không ấy kêu muối, đủ bạn đi, đi uống trà sữa đi. Chưa bắn gì tầm này. Bạn ơi, qua hôm này còn gai đấy. Cẩn thận, bóc không có ai dẫn dắt. Làm sao mà bắn đây? Bóc cùng một loài hả? Chúc chú bạn thành công nhá. Bóc vừa có huấn luyện viên mới đấy. Anh chưa biết à? Bóc mùa này. Vậy chắc anh quên em là ai rồi. Bàn đối đầu không cân sức khi bên phía Box Gaming chỉ còn có 2 người mà tôi thậm chí giờ gọi anh ta không đứng dậy nổi nữa rồi. Người đồ muốn lao lên nhưng ta bắn gục một người. Cứu vị trí giờ gọi thế nào đây, đằng sau có Tommy Stay. Nhưng không, Reno làm được trong tình huống vừa rồi và Super Sài Gòn. Giải đấu Yomot VFL Spring 2022 Rush Forward tuần thi đấu đầu tiên vào lúc 18 giờ ngày 18, 19 và 20 tháng 2 2022. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu esports đỉnh cao.